Rồi, xin mến chào quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê cây kiểng trên cả nước ha. Giờ rồi hôm nay thì lâu rồi em không có lên kênh ha. Hôm nay em quay cho em lên kênh ha, em quay giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô đại lộc. một lô đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị. Để cho cô chú anh chị mua về cho Tết năm 2023 cô chú anh chị, hoặc là cô chú anh chị mua về lấy giống ha. Thì hôm nay em xả rẻ cô chú anh chị, còn lô này em bấm nhập về cũng khá khá mà hôm nay em nha. Còn đâu cũng khoảng tầm 20 cây. Thì em lên em xả rẻ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Thì mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của em nha. Rồi, em tên là Hiếu, địa chỉ ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị. Số điện thoại Zalo của em là 0868803221, đó cũng là số Zalo em luôn nha cô chú anh chị. Đó, mọi thắc mắc cô chú anh chị mình cứ liên hệ qua số điện thoại của em hoặc là Zalo nha. Rồi mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Rồi, mã số 1C nha cô chú anh chị. Cây củ đế có nha cô chú anh chị. Hoành là 11 ha. Củ là 21. Cây này ghép được 2 bo có nụ chơi Tết nha cô chú anh chị. Cao là được 53. Tán ngang là được 43. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi, hôm nay em xả rẻ luôn 250 nha cô chú anh chị. Mã số 1C cô chú anh chị. Theo mã số 2C cô chú anh chị ha. Cũng là một cây đại lộc cánh sen nha. Hôm nay em lên toàn bộ là 15 cây đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị. Ghép được 3 bo ha. Cây này nè, nó bỏ ra như cái bàn tay luôn cô chú anh chị ha. Rồi, hoành là được 14 ha, hơn 14, em tính 14. Chiều cao 52, tán ngang 50. Rồi, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình, giá cũng chỉ là 250 thôi cô chú anh chị. Rồi, em đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 3C nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 3C cũng là đại lộc cánh sen nha cô chú anh chị. Rồi, hoành là được 15 ha. Cao 52. Ngang 34. Rồi, cây mã số 3C này giao lưu với cô chú anh chị mình 220.000. 220 nha cô chú anh chị. Rồi, em đổi. Rồi. Tiếp theo cây mã số 4C cô chú anh chị. Rồi, mã số 4C. Rồi. Cây này tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha. Đế như con thú luôn nè cô chú anh chị. Nè, có chân trước chân sau nè ha. Rồi, cái này hoành được 11. Tàn tròn ha, cao 43. Tán ngang 43. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng 250 luôn nha. 250 một cây. Rồi em đổi cây ha. Rồi, tiếp theo mã số 5C nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 5C, một cây đại lộc cánh sen đó cô chú anh chị. Rồi, cây này hoành được 11, chiều cao được 57, tán ngang được 44. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình ha. Rồi, giá 250 em bao phí luôn nha cô chú anh chị. Cây tàn rất là đẹp nha. Rồi, tiếp theo mã số 6C cô chú anh chị ơi. Một cây gốc rất là lớn nha cô chú anh chị, tàn cũng rất là tròn ha. Nụ thì cây nào cũng có hết cô chú anh chị. Giống đại lộc cánh sen thì nụ nó không có dày như là đại lộc thường nha. Hoành là được 15. Cao là 48. Tán ngang là 43. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng là 250 luôn nha. Rồi, em đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo mã số 7C nha cô chú anh chị. Một cây đại lộc cánh sen tiếp ha. Tàn tròn nha cô chú anh chị. Củ dễ thương ha, có củ ha. Hoành là 12. Củ là 18. Cao là 48. Ngang là 48 luôn. Cây này có nút nụ nha cô chú anh chị, nụ có hết. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 270.000 em bao phí nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 8C cô chú anh chị ơi. Rồi. Một cây đại lộc cánh sen nữa ha. Rồi. Hoành là được 13. Nụ có hết cô chú anh chị. Cao 54. Tán ngang là được 35. Rồi, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi, giá 220.000 em bao phí nha. Rồi, em đổi cây luôn ha.
Rồi tiếp theo mã số 9C, một cây đại lộc cánh sen đó cô chú anh chị nha, ghép được hai bo ha. Rồi hoành thân là được 13, tàn rất là tròn nha, cao 67, tán ngang của nó 56. Rồi cây mã số 9C này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá cũng chỉ là 250.000 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi em đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo mã số 10C. Rồi một cây đại lộc cánh sen nó cô chú anh chị ha, ghép được 3 bo ha. Rồi hoành là được 12, cao là 45, ngang là 54. Cây tàn rất là đẹp ha, nụ có nè cô chú anh chị. Nụ đại lộc cánh sen thì nó sẽ thua hơn là đại lộc thường nha cô chú anh chị nha. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 250.000 nha. Rồi tiếp theo cây mã số 11C. Rồi cây này ghép được một bó lớn nha cô chú anh chị. Rồi cái thân nó như con thú nè cô chú anh chị ha. Quanh là được 11, con thú ở dưới ha là được 22, con thú ở dưới được 22, cao 41, ngang là 40. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 200.000 bao phí nha. Rồi tiếp theo mã số 12C cô chú anh chị. Rồi bình thân là 18 ha, cao là được 66, tán ngang là 45. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha, rồi giá 270.000 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 13C cũng là đại lộc cánh sen, cái này ghép được hai bo cô chú anh chị ha. Rồi quanh là 12 13, cao là được 58, tán ngang là được 45 chứ, tán ngang 45. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 250 luôn nha, mã số 13C nha. Rồi tiếp theo mã số 14C. Rồi một cây đại lộc cánh sen nó cô chú anh chị, củ đế nè. Hoành là được 12, cao là được 43, tán ngang là 39. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Rồi giá là 200.000 bao phí nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số 15C, cũng là cây cuối clip em giao lưu ngày hôm nay luôn cô chú anh chị. Rồi quanh là được 15 ha, chiều cao là 58, tán ngang là 40. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình, rồi giá 220.000 em bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị. Rồi cây này cũng là cây cuối clip ha, thì em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0868803221, đó cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Thì mọi thắc mắc cô chú anh chị mình liên hệ qua Zalo dùm em nha. Thì trong quá trình quay clip có gì sơ suất cũng mong cô chú anh chị mình bỏ qua cho em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ạ.